cái bức lan cân đối thôi. Chỉ cần làm một hình vuông là được. À, sau đó chúng ta cần kéo cái bài vào. Sau đó mình cầm kéo hình vào nhé. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái circle. Chúng ta có đăng nhập thông số đàng hoàng rồi nhé, không thể là tí nữa, không biết thế nào mà chỉnh nhau. À, cho nó bằng 12 đi nhé. Chưa? Sau đó chúng ta bấm phím G này. Đây chúng ta sẽ dùng lệnh array. Array. Ta muốn copy bao nhiêu đối tượng làm bấy nhiêu, được chưa? Đầu tiên là 12 à. 12 đây thì chúng ta phải. Chúng ta 12 thì chưa được, nhập là 24. Được chưa? 24 là đã nó. Nha. Tiếp tục đến hàng thứ hai, chúng ta có muốn bao nhiêu đối tượng thì chúng ta cũng phải nhập thông số đây chính là 24. Chúng ta có bao nhiêu hàng, chúng ta muốn bao nhiêu hàng thì muốn 10 hàng nữa đi. Được chưa? Xong rồi, ok. Xong rồi vaccine thì xin mình. Tiếp theo chúng ta có thể group được mà không group được. Nha, group này. Rồi chúng ta sẽ sử dụng lệnh cần v copy đối tượng v copy hay cần đều được. Ok, sau đó chúng ta chuột phải nhé. Từ đây chỉ dịch đối tượng thứ nhất đi 24 12 chứ nhỉ, và đối tượng thứ hai cũng dịch đi 12. Đây là chúng ta sẽ có được đối tượng xung quanh. Mà bây giờ cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải cắt lại cái viền này nữa, đúng không? Cứ gọi mình cắt đi nhiều một chút thì bắt luôn vào đây. Dạ, cắt đi nhiều. Đấy, một cái tăng bắt điểm. Sau khi bắt điểm xong thì chúng ta những cái gì dư thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Bấm phím test đây. Đây, group. Order vào đây. Và chúng ta cật vượt toàn bộ đối tượng mình xem. Là tỉnh. Dạ. Delete này, cái nào dư thì mình delete đi. Rồi, chúng ta phải attach đối tượng vào để chúng ta chim. Được chưa? Chim đây là thủ công, không thể không được được. Đăng quy nhé. Chọn đối tượng này. Bấm attach multi. Chọn cần thứ A. Attach. Sau đó chúng ta chọn đối tượng của tôi số 3 nhé. Là một tôi số 3 cuối cùng này. Nó xuống bên dưới thì chúng ta đây. Rồi. Cắt. Cắt này chỉ cắt thủ công thôi, không có thể làm lên hơn nữa. Nếu mình làm kết cái này thì nhà nó phát là xong luôn. Kết thì nó chỉ cần kích một phát rồi xong hết. Sau khi làm xong thì mình vẫn ở cấp độ số 3 này. Mình sẽ đi tách đối tượng này. Đi tách nó ra. Ok. Xong rồi đấy. Bây giờ nếu nó bằng 12 rồi thì chúng ta biết nên xảy bao nhiêu đây. Cái này chúng ta thử nhé. Bạn thích nó là hình tròn, nó là hình tròn. Được chưa? Mà nếu muốn nó là hình tròn thì nó là hình tròn. Được chưa? Mà mình không thích nó là hình tròn nữa, chúng ta để nó là hình vuông. Chuyển sang bên dưới đây. Được chưa? Không muốn hình vuông nữa thì đổi hình khác tùy bạn. Được rồi, mình xong rồi đấy. Để bạn làm mọc rồi đi.
Và cái vaccine là C này chúng ta phải căn cái tỷ lệ làm sao cho nó hài hòa là nó to. Thế thì khoảng 1,5 thôi. Cái đặt rỗng là nó phải tương đối nhau, được chưa? Đó. Mình nghĩ như này là vừa. Tỷ lệ cứ đặt này không? Nếu mà mỏng quá mà tăng nó lên 1.